Amida Phật kính bộ chư huynh đệ, trong kinh Amida Đức Phật có dạy như thế này: người nào đã, người nào đang và người nào sẽ phát nguyện về Tây Phương Cực Lạc, cuối cùng tất cả những người đó đều vãng sanh Tây Phương Cực Lạc cả. Câu nói này không phải là câu nói của một phàm phu, một vị A-la-hán, một vị Bồ-Tát, mà là một vị chánh đẳng, chánh giác Như Lai Thế Tôn. Tức là câu nói này nó mang cái sức nặng rất lớn của một sự cam kết, và lời nói nó có cái ý nghĩa rất là đặc biệt cho những liên hữu tu pháp môn vãng sanh một đời về Tây Phương Cực Lạc. Kính chư huynh đệ, nó nghĩa là giống như tổ đã dạy á, người nào mà có tín nguyện thôi là đủ rồi, để như là cái visa, cái điều kiện để chúng ta vãng sanh cực lạc. Tín nguyện là đủ. Ta nguyện là bởi vì ta tín. Ta nguyện càng sâu là bởi vì chứng tỏ là ta, cái niềm tin của chúng ta nó càng mạnh. Niềm tin mình mà mạnh, tự nhiên mình nguyện nó thiết tha. Bản chất của lửa là nóng. Mình không sợ là lửa nó không nóng, mình chỉ sợ là mình không tạo ra lửa mà mình không tiếp tục giữ lửa thôi. Việc của mình cứ tạo ra lửa, tiếp tục giữ lửa, cái việc còn lại là lửa tự nhiên nó nóng. Bản chất của nước là nó ướt và nó mát. Ta không sợ nước nó không ướt, nó không mát. Việc của mình là chỉ sợ mình không tạo ra nước mà thôi. Khi mình trồng xuống một hạt giống, ví dụ như cây bắp hay cây cà hay cái lúa, mình không sợ cái hột lúa nó không ra cái lúa, mình không sợ cái hạt bắp nó không ra cây bắp. Khi mình đã trồng cái hạt xuống nó rồi, thì việc của mình là chỉ cần chăm sóc mỗi ngày, và tâm mình rất là thản nhiên và biết chắc nó sẽ ra hạt bắp, hạt lúa tương ứng. Đã có nhân thì nhất định là có quả. Chỉ sợ là mình không có trồng cái nhân và chăm sóc cái nhân đó thôi. Chứ còn nhân nào thì nó ra quả đó. Đó là một cái việc rất là thường tình. Nhân quả là nguyên lý vận hành xưa nay của vũ trụ. Chỉ sợ mình không niệm Phật thôi, đã niệm Phật là nhân, nhất định đó, thành Phật là quả. Kính chư huynh đệ, cho nên đã phát nguyện, đang phát nguyện hoặc sẽ phát nguyện thành Phật, tức là về Tây Phương Cực Lạc, thì thế nào mình cũng sẽ thành Phật. Mình niệm Phật là nhân thì mình thành Phật, đương nhiên là quả. Cho nên không có lo lắng là mình vãng sanh hay không, mà lo lắng mình có chịu niệm Phật hay không. Bởi vì vãng sanh hay không là do Đức Phật cứu độ mình, còn niệm Phật hay không là chuyện của mình quyết định. Mình cứ tạo cái nhân cho tốt, cái quả nó là tự nhiên vận hành. Chuyện tha lực bản nguyện niệm Phật là Ngài cứu chúng ta, đó không phải là chuyện của chúng ta. Chuyện nó ra quả là chuyện vận hành của vũ trụ. Chuyện mà Phật cứu chúng ta là chuyện của bản nguyện niệm Phật, đó là việc của Đức Phật làm. Chuyện của chúng ta là cứ tạo ra lửa nếu mà ta muốn có ấm, ta tạo ra nước nếu mà ta muốn có mát, có lạnh, tạo ra cái hạt giống nếu ta muốn có cái kết quả, và ta cứ niệm Phật, chuyện còn lại được vãng sanh, đó là chuyện của Phật làm. Kính chư huynh đệ, cho nên mỗi ngày chúng ta cứ tin chắc, và những gì ta gieo trồng hôm nay nó là kết quả ngày mai mà chúng ta muốn. Hãy chủ động gieo hạt giống. Một khi hạt giống đã gieo, sớm muộn gì cái quả nó sẽ trổ. Nếu không muốn cái quả, đừng có gieo hạt giống đó. Và giống tốt nhất mình nên gieo, đó là gieo hạt giống để sau này mình thành cái bậc chánh đẳng chánh giác Như Lai Thế Tôn. Giác ngộ là sự nghiệp, là di trệ thiền nghiệp. Tu theo đạo Phật không phải là bỏ đi ham muốn, mà chuyển cái ham muốn từ ngũ dục sang cái ham muốn trí tuệ. Lấy cái trí tuệ làm cái thứ ham muốn tột bậc, đó là gọi là lấy trí tuệ làm sự nghiệp, gọi là di tuệ sự nghiệp. Trí tuệ cao nhất chính là Phật. Gieo cái nhân trí tuệ cao nhất, không có cách nào tốt hơn, đó là niệm Phật. Vì niệm Phật chính là niệm cái kết quả mà sau này ta đã trở thành. Cho nên người niệm Phật nhất định sẽ thành Phật. Việc của mình là cứ chăm sóc mỗi ngày cái nhân niệm Phật này một cách hết lòng, chu đáo, miên mật, tinh tấn, thiết tha, thì việc còn lại nhất định là không phải lo lắng. Kính chư huynh đệ, A Di Đà Phật.